Vâng, như vậy thì hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu và chúng ta cùng đến với cuộc đối đầu giữa Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh và các cầu thủ Đại học Tây Nguyên. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết cú dứt điểm từ xa và ra chân của Quang Đạt. Được chuyền vào, đó là một tình huống đá thẳng, bóng đã đập sang ngang và dội ra. Rất khó chịu ở tình huống ra chân vừa rồi. Sẽ có một quả đá biên cho các cầu thủ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Được chuyền đáy biên, tình huống trả ngược khá nguy hiểm. Một bài đá phạt quen thuộc của các cầu thủ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Người vừa có pha mở điểm đó là Hoàng Lương. Trong ngày thi đấu hôm qua, chúng ta đã được coi những bài đá phạt kiểu như vừa rồi tới từ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Bài đá biên rất quen thuộc, tình huống nhả ngược bóng lại của Quốc Quân. Như vậy thì tính cho tới lúc này thì Quốc Quân đã tham gia vào tất cả những bàn thắng của các cầu thủ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh ở giải đấu năm nay. Cơ hội dứt điểm hay. Pha ra chân tới từ Hà Phúc. Ngọc Hiền. Không, đó là pha xử lý tới từ Ngọc Phi. Đường truyền của Ngọc Phi và cơ hội dứt điểm. Bàn thắng thứ hai đã đến. Và lần này cái tên được xướng lên đó là Quốc Quân. Một màn ăn mừng theo phong cách của CR7 quen thuộc của Quốc Quân. Trong ngày hôm qua thì Quốc Quân đã có tới 2 lần có những màn ăn mừng theo phong cách của CR7. Và lần này Quốc Quân tiếp tục thể hiện nó ở trên sân vận động của trường Đại học Nha Trang. Tình huống lấy bóng qua người, sau đó tung ra cú dứt điểm nhanh như điện tới từ Quốc Quân. Được chuyển. Cơ hội! Tiếp tục là tình huống vẫn không vào. Và bỏ lỡ khó tin tới từ Ngọc Phi. Tuy nhiên thì trước đó cũng có một tình huống bỏ lỡ là rất khó tin khi mà cầu thủ tấn công bên phía cầu thủ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã loại bỏ cả thủ thành bên phía cầu thủ Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên cú chạm bóng sau đó thì lại không thực sự chuẩn chỉnh. Được chuyển, dứt điểm ngay, khá nguy hiểm. Đó là lời đáp trả tới từ Đại học Tây Nguyên. Đường chuyền lên của Hoàng Bảo. Quang Đạt. Và xử lý của Quang Đạt và cơ hội dành cho các cầu thủ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Cú đúp dành cho Quốc Quân. Quốc Quân quá nguy hiểm. Vẫn là phong cách ăn mừng theo style CR7. Quá nhanh và quá nguy hiểm tới từ Quốc Quân ở giải đấu năm nay. Hai cú đúp cho hai trận đấu liên tiếp. Chắc chắn rằng Đại học Tây Nguyên họ sẽ vùng lên ở trong. Dứt điểm ngay. Đó là cơ hội đầu tiên mà các cầu thủ Đại học Tây Nguyên họ có được. Được chuyền lên. Phản công nhanh dành cho các cầu thủ áo trắng. Được chuyền rất sáng. Cơ hội bỏ lỡ cũng rất khó tin tới từ Hoàng Lương. Góc sút là khá rộng cho pha đặt lòng vừa rồi. Tuy nhiên có vẻ như Hoàng Lương đã bị trượt trụ. Con gà son của Đại học Tây Nguyên ở trận đấu trước. Được chuyền, cơ hội khá đáng tiếc dành cho Quốc Quân. Được chuyền lùi về hỗ trợ phòng ngự là khá tốt ở phòng vừa rồi. Cơ hội, một tình huống sút mất bóng tới từ Hoàng Lương. Và xử lý của Hướng Vẩu. Đây rồi, Hà Phúc dứt điểm từ rất xa. Những tình huống ra chân quen thuộc tới từ Hà Phúc. Ở trong ngày thi đấu hôm qua thì Hà Phúc cũng có được một bàn thắng với cú dứt điểm ở cự ly tương tự. Chính điều này đang khiến cho hàng công của các cầu thủ. Cơ hội! Một tình huống ghi bàn rất hay. Pha xử lý rất đẳng cấp tới từ số 10 bên phía các cầu thủ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đó là Quốc Quân. Pha xử lý đẳng cấp. Đã có những tín hiệu không tốt tới từ hàng phòng ngự của các cầu thủ Đại học Tây Nguyên, đặc biệt ở vị trí thủ thành bên phía cầu thủ Đại học Tây Nguyên cùng với cầu thủ Đại học phòng ngự. Quốc Quân đã nhận ra điều đó rất nhanh. Một tình huống thả bóng
vừa đủ để hạ gục thủ thành Hoàng Bảo. Nathan đưa bóng vào, đã có bàn thắng. Như vậy thì mọi nỗ lực của các cầu thủ Đại học Tây Nguyên đã được đền đáp ở những giây cuối cùng. Tình huống làm tường tới từ Nathan và pha dứt điểm tới từ Ngọc Hùng.